Chào mừng các bạn đã đến với kênh Minh Vlog Phong Thủy Tử Vi. Hôm nay tôi lại tiếp tục chia sẻ với các bạn một video về phong thủy. Tuổi Tuất hợp với tuổi nào, màu gì, nghề gì, hướng nào theo phong thủy. Từ xưa đến nay, xem tuổi hợp làm ăn, kết hôn, chọn nghề nghiệp, hướng hay màu sắc theo phong thủy luôn được coi trọng. Mục đích của việc này là để mọi việc được tiến hành thuận lợi hơn, phát tài phát lộc hơn. Vậy tuổi Tuất hợp với tuổi nào trong hôn nhân và làm ăn? Hợp với nghề gì, màu gì, hướng nào, cây gì và số điện thoại nào? Mời các bạn hãy cùng chúng tôi tham khảo để có những lựa chọn phù hợp nhất với bản thân mình. 1. Tuổi Tuất hợp những tuổi nào trong làm ăn? Người tuổi Tuất thành thật, trung thành, trọng đạo nghĩa, luôn mang lại cảm giác tin cậy cho đối phương. Tự mình có thể lập sự nghiệp, nhưng nếu có sự kết hợp với tuổi khác thì sẽ thành công hơn nữa. Họ có thể vì người khác mà quên đi lợi ích của bản thân mình. Những người này coi trọng danh dự và chữ tín. Một khi đã hứa, tuổi Tuất nhất định sẽ thực hiện. Vậy người tuổi Tuất nên kết hợp làm ăn với tuổi nào để sự nghiệp thành công? Người tuổi Tuất với người tuổi Dần. Đôi bên có thể hợp tác nhưng khó có thể hòa bình khi đụng đến chuyện chia sẻ vật chất. Người tuổi Tuất với tuổi Mão. Người tuổi Mão rất thông minh, hơn nữa lại rất khách quan nên có thể trợ giúp cho người tuổi Tuất. Người tuổi Tuất cũng sẽ không phản bội lại người tuổi Mão nên hợp tác rất tốt. Người tuổi Tuất với tuổi Tỵ có hy vọng hợp tác thành công nên cũng không nên ôm hy vọng quá lớn. Tính cách hai người có thể bù trừ cho nhau nhưng sự hợp tác không phải là lý tưởng. Người tuổi Tuất với tuổi Ngọ hợp tác rất tốt bởi vì cả hai đều rất coi trọng hiệu quả thực tế, hòa hợp khi giải quyết những công việc chung có thể giúp nhau cùng tiến bộ. Người tuổi Tuất với tuổi Mùi không dễ để hợp tác bởi người tuổi Tuất thường rất coi trọng công việc của mình, luôn cho rằng mình gánh trọng trách lớn lao. Còn người tuổi Mùi lại không như vậy, họ dùng con mắt nghệ thuật để đánh giá người tuổi Tuất. Người tuổi Tuất với tuổi Thân. Tuy rằng có thể hợp tác nhưng người tuổi Tuất luôn phải cảnh giác. Người tuổi Tuất không muốn người tuổi Thân thành công hơn mình. Người tuổi Tuất với người tuổi Hợi. Có thể hợp tác nhưng những người tuổi Hợi thực lòng không tình nguyện, chủ yếu là do người tuổi Tuất quá khẳng khái nên người tuổi Hợi cảm thấy có chút không thoải mái. 2. Tuổi Tuất hợp với tuổi nào trong hôn nhân? Vậy trong tình yêu, tuổi Tuất hợp với tuổi gì và nên kết hôn với tuổi nào để có cái kết viên mãn? Nữ tuổi Tuất, nam tuổi Mão, lục hợp. Xem tử vi cho thấy cô gái tuổi Tuất và chàng trai tuổi Mão nếu đến với nhau thì sẽ tạo thành một cặp đôi tình cảm nồng nàn, gắn bó không rời. Tính cách hai người có thể bù đắp cho nhau rất nhiều. Sự lương thiện và dịu dàng cô nàng là điểm mà chàng trai tuổi Mão không thể không bị cuốn hút. Thế giới tình cảm phong phú của chàng trai lại lấp đầy bởi sự thấu hiểu và chia sẻ tôn trọng của cô gái tuổi Tuất. Họ là những người sống khá lý trí, học rộng biết nhiều, có thể hiểu được những nhu cầu tâm lý của đối phương. Khi đối bên gặp các vấn đề trong cuộc sống, họ sẽ phát huy ưu thế của bản thân để cùng hợp tác, hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn. Một cặp đôi phu sướng phụ tùy mà vẫn không mất đi cá tính của cả hai thực sự khiến cho rất nhiều người ngưỡng mộ. Nữ tuổi Tuất với nam tuổi Dần, tam hợp. Xem bói tử vi, nam tuổi Dần và nữ tuổi Tuất có thể gọi là một cặp đôi trời sinh. Tuy tính cách có phần khác biệt, song cả hai đều có những thấu hiểu đạo lý, biết đặt mình vào vị trí của đối phương để suy nghĩ trước khi gây ra mâu thuẫn. Cả hai đều rất coi trọng gia đình, trung thành với tình yêu. Trong suy nghĩ của họ, tình yêu là nền tảng của gia đình và gia đình là cơ sở để có cuộc sống hạnh phúc ngập tràn. Hai con giáp này hòa hợp và cùng chung tay góp sức để gia đình vui vẻ bên nhau. Họ rất khéo léo, đáp ứng nhu cầu của đối phương, luôn lo lắng, suy nghĩ cho những người kia được thoải mái và thỏa mãn. Tình cảm ngọt ngào, thắm thiết không nguôi, song cặp đôi này biết giữ cho nhau một không gian tự do nhất định. Nếu có thể duy trì phát triển sự giao lưu tình cảm hơn nữa, thì nền bóng gia đình sẽ càng thêm vững chắc. Nữ tuổi Tuất và nam tuổi Ngọ, tam hợp. Cặp đôi này tính cách không quá tương đồng, sau khi ở bên nhau lại rất xứng đôi vừa lứa. Cuộc sống hôn nhân của họ vô cùng hòa hợp. Cả hai cũng yêu thương và ngưỡng mộ đối phương. Họ luôn cảm thấy có người bên kia trong cuộc đời. Dù khổ đau hay hạnh phúc thì đối phương là người đầu tiên mà họ nghĩ tới để muốn chia sẻ. Chàng trai tuổi Ngọ thông minh, tài trí, còn cô gái tuổi Tuất lương thiện, chân thành. Họ thông cảm và chấp nhận những điểm của người kia còn thiếu sót, nhường nhịn lẫn nhau, không màng thiệt hơn mà chỉ biết cho đi. Ở bên nhau, hai người này có thể hỗ trợ đối phương phát huy thế mạnh của mình, cùng vì gia đình ấm no hạnh phúc mà hết lòng phấn đấu. Nam tuổi Tuất và nữ tuổi Mão lục hợp.
Hai con giáp này có thể thỏa mãn tuyệt đối nhu cầu tình cảm của đối phương, dành cho nhau tình yêu vô bờ bến và cho nhau đủ cảm giác an toàn, là cặp đôi có thể chung sống hạnh phúc với nhau tới đầu bạc răng long. Đàn ông tuổi Tuất thông tình đạt lý, phụ nữ tuổi Mão kiên nhẫn đảm đang, họ chia sẻ và nhẫn nại với đối phương, nắm tay nhau vượt qua mọi khó khăn trên bước đường đời. Hiếm khi to tiếng và chỉ có sự thấu hiểu luôn luôn dành cho người ấy. Hai người này đều có tính cách sôi nổi, yêu đời, yêu cuộc sống. Họ thoải mái giao tiếp, làm việc ngoài xã hội, không hề bị ràng buộc bởi đối phương, nhưng đôi khi lại lạt mềm buộc chặt. Dù đi đâu, làm gì thì gia đình vẫn luôn là bến cảng an toàn và đích đến cuối cùng trong cuộc dạo chơi giữa con đường đời của hai người. Nam tuổi Tuất với nữ tuổi Dần, tam hợp. Mức độ tương hợp của cặp đôi này rất cao. Nếu ở bên nhau thì họ nhất định sẽ có cuộc sống êm ấm, hạnh phúc, bền lâu. Đàn ông tuổi Tuất cương trực, thiện lương. Phụ nữ tuổi Dần sôi nổi, mạnh mẽ. Cả hai đều có điểm yếu và điểm mạnh. Nhưng khi đã kết đôi thì họ trở thành một khối chung không thể tách rời. Tuy tính cách khác biệt, nhưng do họ thực sự không có quá nhiều xung đột, người này luôn lo lắng cho người kia. Họ thích dành cho người mình yêu những gì tốt đẹp nhất, dù bản thân phải chịu vất vả, nhưng không muốn người kia phải sống thiếu thốn điều gì. Họ tìm thấy ở nhau cảm giác an toàn và muốn thuộc về một nơi nào đó. Trái tim chỉ lối dẫn đường cho họ đến bên nhau, tình cảm hạnh phúc dài lâu, chẳng có gì có thể xen vào và chia cắt hai người. Nam tuổi Tuất với nữ tuổi Ngọ, tam hợp. Chàng trai tuổi Tuất sánh đôi cùng cô gái tuổi Ngọ, cả hai mừng vui hai con giáp này hợp nhau về nhiều thứ, cũng nhiều sự khác biệt. Cô gái trời sinh bản tính vui vẻ lạc quan, còn chàng trai lại có phần sống nội tâm, ít nói ít cười. Song họ truyền cảm cho nhau, tạo cho nhau nhiều niềm vui trong cuộc sống. Ở bên nhau họ cảm nhận được sự thư thái và nguồn lực động viên vô điều kiện, thoải mái phát huy năng lực của bản thân. Họ yên tâm bởi bên mình luôn có người hỗ trợ và chia sẻ buồn vui. Hai người gắn bó như hình với bóng, cuộc sống gia đình luôn tràn ngập niềm vui và rộn rã tiếng cười. 3. Tuổi Tuất hợp với màu gì? Trong phong thủy, màu sắc có vai trò quan trọng trong việc cân bằng âm dương của mỗi người. Vì vậy, việc xem màu hợp tuổi để mua xe, mua nhà hay mua đồ vật trang sức là việc nên làm để kích tài lộc, tương trợ bản mệnh. Việc lựa chọn màu sắc phong thủy cũng mang đến nhiều may mắn, tài lộc cho người tuổi Tuất. Tuổi Bính Tuất sinh năm 1946 hợp với màu đỏ, cam, tím, vàng và nâu. Tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 hợp với màu đen, xanh dương và xanh lá cây. Tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 hợp với màu vàng, nâu và trắng. Tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 hợp với màu đen, xanh dương và trắng. Tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 hợp với màu đỏ, cam, tím và xanh lá cây. 4. Người tuổi Tuất hợp với nghề gì đem lại sự thành công và sự nghiệp phát đạt? Sự trung thành, nhiệt tình của người tuổi Tuất luôn được đề cao và đáng trân trọng. Người khác hoàn toàn có thể tin tưởng bổ nhiệm họ vào những vị trí quan trọng mà không lo sợ bị phản bội, lừa gạt. Khi nhận được một trọng trách nào đó, tuổi Tuất cố gắng hoàn thành tốt nhất để khiến người khác hài lòng về mình. Với sự thông minh, hoạt bát và hiểu biết sâu rộng, tuổi Tuất phù hợp với nhiều công việc, ngành nghề trong lĩnh vực của cuộc sống. Họ có thể trở thành kỹ sư tài ba, nhà nghiên cứu khoa học hay một chuyên viên sửa chữa máy móc. Lòng trung thành của tuổi Tuất đáng được tuyên dương, ngợi cao nhất trong số 12 con giáp. Họ luôn biết cách đối nhân xử thế, dĩ hòa vi quý, hòa hợp với mọi người trong cuộc sống. Khi làm việc, những người này tự lập và rất kiên định, họ không dễ dàng thay đổi kế hoạch của mình vì bất cứ điều gì. Tuổi Tuất cố gắng làm việc và cống hiến mình để đem lại lợi ích cho cộng đồng, tập thể. Tinh thần làm việc của họ cũng rất cao đẹp, không màng vật chất, tiền tài, địa vị. Phong cách sống thanh cao ấy không phải ai cũng có. Bởi vậy, tuổi Tuất được rất nhiều người yêu quý, ngưỡng mộ. 5. Tuổi Tuất hợp với hướng nào? Những người tuổi Tuất khi muốn mua nhà nên chọn hướng nhà như thế nào là tốt? Không phải ai cũng có đủ kiến thức về phong thủy để có thể lựa chọn một hướng nhà tốt cho mình. Sau đây là những thông tin cơ bản về cách chọn hướng nhà của người tuổi Tuất. Tuổi Bính Tuất năm 1946 hợp với hướng Đông thu hút tài lộc, danh tiếng, thăng quan phát tài. Hướng Bắc hòa hợp với các mối quan hệ trong tình yêu. Hướng Đông Nam có sức khỏe viên mãn, trường thọ. Hướng Nam tăng sức mạnh, tinh thần, mang lại tiến bộ của bản thân, may mắn trong học tập thi cử. Tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 hợp với các hướng. Hướng Tây Nam củng cố các mối quan hệ trong gia đình, tình yêu. Hướng Tây thu hút tài lộc, danh tiếng, thăng quan phát tài. Hướng Tây Bắc may mắn trong thi cử, củng cố sức mạnh tinh thần, đem lại sự tiến bộ của bản thân. Hướng Đông Bắc cải thiện sức khỏe, trường thọ. Tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 hợp với các hướng. Hướng Đông thu hút tài lộc, danh tiếng, thăng quan phát tài.
hướng Bắc hòa hợp các mối quan hệ trong gia đình, tình yêu, hướng Đông Nam có sức khỏe viên mãn trường thọ và hướng Nam tăng sức mạnh tinh thần, mang lại tiến bộ cho bản thân, may mắn trong học tập thi cử. Tuổi Nhâm Tuất năm 1982 hợp với các hướng, hướng Đông thu hút tài lộc, danh tiếng, thăng quan phát tài, hướng Bắc hòa hợp với các mối quan hệ trong gia đình, tình yêu, hướng Đông Nam sức khỏe viên mãn trường thọ và hướng Nam tăng sức mạnh tinh thần, mang lại tiến bộ của bản thân, may mắn trong học tập thi cử. Tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 hợp với các hướng, hướng Tây Nam củng cố các mối quan hệ trong gia đình, tình yêu, hướng Tây thu hút tài lộc, danh tiếng, thăng quan phát tài, hướng Tây Bắc may mắn trong thi cử, củng cố sức mạnh tinh thần, đem lại sự tiến bộ của bản thân, và hướng Đông Bắc cải thiện sức khỏe, trường thọ. 6. Tuổi Tuất hợp với cây gì? Người tuổi Tuất trong 12 con giáp là người có bản tính thông minh, thật thà và sống rất chân thành. Người tuổi Tuất là những người luôn thích giúp đỡ người khác và chống lại bất công. Tuy nhiên, người tuổi Tuất không giỏi giao tiếp, họ khó làm quen với người lạ và hiếm khi tỏa sáng ở chỗ đông người. Chính vì thế, để gia tăng đường tài vận cho họ thì nên trồng trong nhà loại cây cảnh hợp phong thủy. Trong bài viết này, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị một số loại cây cảnh hợp với các tuổi Tuất để trồng trong nhà, nơi làm việc để gia tăng may mắn, tài lộc. Tuổi Bính Tuất năm 1946, mệnh thổ. Những người tuổi Bính Tuất mệnh thổ theo ngũ hành thì là hỏa sinh thổ, hỏa mộc khắc thổ, cho nên không phù hợp trồng các cây cảnh có quá nhiều màu xanh lá cây, mà chỉ hợp với một số cây cảnh có màu đỏ, hồng, cam, tím hoặc nâu. Một số cây phong thủy người tuổi Tuất có thể chọn mua và trang trí để có thể thu hút tài lộc như cây sen đá, cây vạn lộc, cây sông đời, cây hồng môn, cây hoa đào, đồng tiền, hoa giấy, hoa hồng, hoa trạng nguyên. Tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, mệnh mộc. Người tuổi Mậu Tuất mệnh mộc theo quy luật tương sinh tương khắc trong ngũ hành, người mệnh mộc sẽ hợp với các màu sắc thuộc hành thủy và hành mộc, đó là màu nâu, màu xanh nước biển, màu xám, màu đen, trong đó hợp nhất là màu nâu gỗ, yếu tố đại diện cho mộc. Ngoài ra, gia chủ cần tránh chọn những cây cảnh có màu trắng, đỏ, hồng, cam, tím thuộc hành kim và hỏa, vì kim không mộc, mộc sinh hỏa sẽ không tốt cho vận khí, mộc sinh hỏa sẽ không tốt cho vận khí của gia đình. Một số cây cảnh phù hợp với người tuổi Mậu Tuất giúp gia đình đón nhận thật nhiều may mắn và tài lộc, đó là cây phát tài, cây thiên tuế, cây vạn tuế, cây kim ngân, cây ngọc ngân, cây tình yêu, cây tùng la hán, cây thanh tâm, cây cao cảnh, cây đê vương, cây kim tiền. Tuổi Canh Tuất năm 1970, mệnh kim. Người tuổi Canh Tuất thuộc mệnh kim, vì thế người tuổi này chỉ hợp chọn những cây cảnh có màu nâu do thổ sinh kim hoặc trắng kim hợp kim, và tránh chọn những cây cảnh có màu đỏ, cam, tím hoặc hỏa, vì hỏa khắc kim, hoặc xanh dương, nếu không tiền bạc sẽ không cánh mà bay. Một số loại cây cảnh hiện nay phù hợp với tuổi Canh Tuất để giúp gia đình bạn phát tài phát lộc cho bạn lựa chọn, đó là cây trúc phát tài, cây may mắn, cây ngọc ngân, cây kim đê vương, cây kim tài phát tài, cây bút sen, cây công nhật, cây phát tài, cây cọ nhật. Tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, mệnh thủy. Người tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh thủy theo ngũ hành kim sinh thủy, do đó người tuổi này nên chọn những cây có màu trắng, xanh dương, lại thêm thổ khắc thủy, nên tránh mua những loại cây có màu nâu để vượng khí gia đình không bị lụn bại. Như vậy, để gia đình luôn an khang và thịnh vượng, người tuổi Nhâm Tuất nên mua những loại cây sau như cây cọ nhật, cây lan mầm xanh, lan chi phát tài, vạn niên, tùng lộc, cây sung, cây lộc vừng, cây vạn tuế, thiên tuế, thanh tâm, hoa lan. Tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994, mệnh hỏa. Người tuổi Giáp Tuất mệnh hỏa thì nên mua cây cảnh có màu xanh lá cây hoặc cây cảnh có màu đỏ, hồng, cam, tím. Tuy nhiên, không nên mua các loại màu xanh dương, màu đen để tránh thất thoát tiền bạc. Hiện nay có một số loại cây phù hợp với mệnh và tuổi giúp mang lại may mắn và tài lộc, đó là cây phát tài, phát lộc, cây trạng nguyên, cây tùng lộc, cây lộc vừng, kim tiền, bạch mã hoàng tử, hoa cúc, hồng môn. 7. Tuổi Tuất hợp với những số nào? Trong ngũ hành, tuổi Tuất thuộc hành mộc. Vì thủy sinh mộc nên người tuổi Tuất sẽ hợp với các con số thuộc hành mộc và hành thủy. Lựa chọn biển số nhà, biển số xe hay số điện thoại cho người tuổi Tuất thì nên chứa các số 0, số 9, số 3, số 4 sẽ đem lại may mắn và thành công cho bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và dành thời gian theo dõi. Các bạn có thể nhấn like và đăng ký kênh để sớm nhận được video mới nhất. Chúc các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc.